Long kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha cô chú anh chị ơi. Thì sáng nay phòng đám tang của đại gia được lính đồ hai hàng lính với chống ngựa đưa đám đi nè cô chú anh chị ơi. Bỏ đi. Đại gia của cô chú chị đang ngừng xe lại để thắp hương hành trình, cũng như là mới vào trong đây thắp hương hành trình cũng giống như là nhập hộ khẩu trước khi vào qua viên để an táng cô chú anh chị. Thầy xuống tụng để thắp hương hành trình. Bây giờ để em đi theo xuống dưới cô chú anh chị, theo em để em quay clip ghi hình gửi tới cô chú anh chị xem nha. Bây giờ xe du lịch luôn à cô chú anh chị ơi.
quá trời xe luôn. Để em đi qua bên đây ghi hình cho cô chú anh chị xem nha. Xanh.
chú dính bản quyền. Chỉnh vậy. Chứ còn kia cái ổng. Thôi mình vô nhạc đi chứ cũng đi. Ba đầu vô đi rồi. Chỉnh vậy để giúp. Vô nhạc cho nó hay. Di đi đó bà thì